Top 5 loài động vật hoang dã có tiếng kêu đặc biệt nhất. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị. Top 5 loài động vật hoang dã có tiếng kêu đặc biệt nhất. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao một số loài động vật lại có tiếng kêu độc đáo và cuốn hút đến vậy chưa? Tiếng kêu không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng. Đó có thể là cách giao tiếp, cách bảo vệ lãnh thổ, hay thậm chí là cách thu hút bạn tình. Mỗi tiếng kêu mang trong mình một ý nghĩa và một câu chuyện riêng. Trong thế giới động vật hoang dã, sự đa dạng không chỉ nằm ở hình dáng và màu sắc mà còn ở những âm thanh mà chúng tạo ra. Những âm thanh này có thể vang vọng giữa rừng xanh hay ngân nga giữa biển cả, và mỗi loài đều có cách riêng để thể hiện bản thân. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 loài động vật nổi bật nhất, từ tiếng hót ngọt ngào của chim quạ mi cho đến những bài hát trầm bổng của cá voi lưng gù. Qua mỗi câu chuyện, bạn sẽ không chỉ hiểu rõ hơn về những loài động vật này mà còn thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên qua âm thanh. Hãy cùng mình bắt đầu hành trình khám phá này nhé! Loài 1. Chim quạ mi. Đặc điểm sinh học, chim quạ mi, một loài chim nhỏ nhắn, thường sống ở các khu rừng, công viên hoặc vườn cây. Với bộ lông nhiều màu sắc và hình dáng duyên dáng, chúng không chỉ đẹp mà còn rất nổi bật trong tự nhiên. Chúng thường được nhìn thấy nhảy nhót trên cành cây và hát vang giữa trời xanh. Loài chim này phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, từ châu Âu cho đến châu Á. Âm thanh đặc trưng, tiếng hót của chim quạ mi được biết đến với sự đa dạng và phong phú. Có thể bạn đã từng nghe một bản hòa tấu từ những chú chim này trong các công viên vào buổi sáng. Tiếng hót của chúng nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng cũng có thể trở nên mạnh mẽ và sôi nổi. Đặc biệt, tiếng hót của chim quạ mi có thể thay đổi theo mùa, mỗi mùa lại mang đến những âm thanh mới mẻ và cuốn hút. Vai trò của tiếng kêu. Tiếng kêu của chim quạ mi không chỉ để giao tiếp mà còn đóng vai trò quan trọng trong mùa sinh sản. Trong thời kỳ này, con đực sẽ hát để thu hút con cái. Những tiếng hót đẹp đẽ ấy như một lời mời gọi, một cách khẳng định sức mạnh và sức hút của bản thân. Bạn có biết rằng nhiều nền văn hóa đã coi tiếng hót của chim quạ mi là biểu tượng cho tình yêu và sự lãng mạn không? Nghiên cứu và truyền thuyết, chim quạ mi không chỉ thu hút sự chú ý của các nhà khoa học mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà thơ. Chúng xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, thơ ca và nhạc cổ điển. Tiếng hót của chúng từng được so sánh với âm nhạc của thiên nhiên, tạo nên những bản giao hưởng tuyệt vời mà con người không thể bỏ qua. Bảo tồn và tác động con người, tuy nhiên, không phải lúc nào tiếng hót của chim quạ mi cũng được đảm bảo. Sự phát triển của đô thị và sự thay đổi môi trường sống đã đe dọa đến sự tồn tại của loài chim này. Nhiều nỗ lực bảo tồn đang diễn ra để giữ gìn loài chim xinh đẹp này. Các tổ chức bảo tồn đang làm việc để tạo ra các khu vực sinh sống an toàn cho chúng, nhằm đảm bảo rằng tiếng hót của chúng vẫn vang lên giữa thiên nhiên trong tương lai. Loài 2. Ếch cổ xù. Đặc điểm sinh học, ếch cổ xù là một loài ếch có vẻ ngoài khá đặc biệt, với làn da xù xì và màu sắc rực rỡ. Chúng thường sống ở các vùng đầm lầy hoặc những nơi ẩm ướt. Kích thước của chúng không quá lớn, nhưng hình dáng kỳ lạ cùng với cách di chuyển ngộ nghĩnh khiến chúng trở thành một phần thú vị trong hệ sinh thái. Âm thanh độc đáo, một trong những điều thú vị nhất về ếch cổ xù chính là tiếng kêu của chúng. Bạn có thể tưởng tượng ra một âm thanh giống như tiếng máy nổ hoặc tiếng trống vang lên giữa đêm khuya. Những tiếng kêu này không chỉ là âm thanh đơn thuần mà còn mang đến một trải nghiệm rất đặc biệt cho những ai đã từng nghe. Tiếng kêu của chúng thường phát ra trong mùa sinh sản, tạo nên một bầu không khí đầy sôi động. Chức năng tiếng kêu. Tiếng kêu của ếch cổ xù không chỉ để thu hút bạn tình mà còn để giao tiếp với các thành viên trong đàn. Khi mùa sinh sản đến, những chú ếch sẽ phát ra âm thanh liên tục, tạo nên một bản hòa tấu đặc sắc giữa đêm khuya. Các nghiên cứu cho thấy, âm thanh mà chúng tạo ra có thể giúp chúng xác định vị trí và tìm kiếm bạn tình trong những khu vực rậm rạp. Sự khác biệt với các loài khác, nếu bạn đã từng nghe tiếng kêu của các loài ếch khác như ếch nhái hay ếch cây, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng. Tiếng kêu của ếch cổ xù mang một âm sắc đặc biệt, rất khác biệt so với các loài ếch khác. Chính sự độc đáo này khiến ếch cổ xù trở thành một phần thú vị trong cộng đồng động vật. Bảo tồn. Tuy nhiên, loài ếch cổ xù cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Sự ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang đe dọa đến nơi sống của chúng. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật đang nỗ lực nghiên cứu và bảo tồn loài này, nhằm đảm bảo rằng tiếng kêu độc đáo của ếch cổ xù sẽ không biến mất khỏi thế giới tự nhiên. Loài 3. Sóc bay.
Đặc điểm sinh học, sóc bay là một loài động vật có hình dáng dễ thương và khả năng bay lượn tuyệt vời. Chúng thường sống ở các khu rừng rậm rạp, nơi có nhiều cây cối để nhảy nhót và di chuyển. Với đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mại, sóc bay thu hút sự chú ý của nhiều người yêu thiên nhiên. Âm thanh đặc trưng, tiếng kêu của sóc bay được mô tả như một tiếng gào thét hoặc kêu la rất mạnh mẽ. Chúng thường phát ra âm thanh này khi cảm thấy nguy hiểm hoặc khi muốn giao tiếp với các thành viên trong đàn. Những tiếng kêu này có thể vang vọng giữa rừng sâu, tạo nên một bầu không khí sống động và đầy sức sống. Chức năng âm thanh, tiếng kêu của sóc bay không chỉ để cảnh báo mà còn để bảo vệ lãnh thổ. Khi có một con sóc bay khác xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, những chú sóc sẽ phát ra âm thanh để đuổi đi kẻ xâm phạm. Điều này giúp duy trì sự an toàn cho đàn và giữ gìn lãnh thổ của chúng. Mối liên hệ với môi trường, âm thanh của sóc bay có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sống. Trong những khu rừng ẩm ướt, tiếng kêu của chúng có thể vang vọng và trở nên sâu lắng hơn, trong khi ở những khu vực khô cằn, âm thanh có thể trở nên gấp gáp và dồn dập hơn. Những thay đổi này không chỉ phản ánh trạng thái cảm xúc của sóc mà còn là sự thích nghi với môi trường sống. Nguy cơ và bảo tồn. Tuy nhiên, sóc bay cũng đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ con người. Sự phá hủy môi trường sống và săn bắn đang đe dọa đến sự tồn tại của loài này. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật đang nỗ lực bảo tồn sóc bay nhằm đảm bảo rằng những tiếng kêu mạnh mẽ và độc đáo của chúng vẫn được nghe thấy trong tương lai. Chúng ta cũng nên góp phần bảo vệ môi trường sống của sóc bay để những âm thanh sống động này không bị mất đi. Loài 4, cá voi lưng gù. Đặc điểm sinh học, cá voi lưng gù là một trong những loài cá voi nổi tiếng nhất với kích thước khổng lồ và những đặc điểm độc đáo. Chúng có thể dài tới 16 đến 18 mét và nặng đến 36 tấn. Với hình dáng thuôn dài và một cái đuôi lớn, cá voi lưng gù thường sống ở vùng biển sâu, từ Bắc Cực đến Nam Cực. Chúng rất dễ nhận biết nhờ vào các dây lưng cao và các vết sần trên cơ thể. Âm thanh đặc biệt, điều khiến cá voi lưng gù trở nên đặc biệt hơn nữa chính là khả năng phát ra âm thanh. Những tiếng hát của chúng có thể vang vọng hàng cây số dưới nước. Một bản ghi âm phổ biến của cá voi lưng gù có thể kéo dài từ 5 phút cho đến cả giờ đồng hồ. Những âm thanh này không chỉ đơn giản là tiếng kêu mà còn được coi là những bài hát có giai điệu và cấu trúc riêng, thường xuyên thay đổi theo từng mùa và vùng miền. Chức năng âm thanh. Âm thanh của cá voi lưng gù có nhiều chức năng khác nhau. Đầu tiên, chúng sử dụng tiếng hát để thu hút bạn tình trong mùa sinh sản. Những bài hát này thường được sáng tác và cải tiến qua các năm, tạo nên một văn hóa âm nhạc riêng biệt giữa các nhóm cá voi. Thứ hai, âm thanh cũng giúp chúng giao tiếp với nhau, đặc biệt trong những chuyến di cư dài ngày. Cuối cùng, việc phát ra âm thanh còn giúp cá voi xác định vị trí và điều hướng trong lòng đại dương mênh mông. Nghiên cứu khoa học, nhiều nhà nghiên cứu đã dành thời gian để tìm hiểu về những bài hát của cá voi lưng gù. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng là của tiến sĩ Roger Penn, người đã phát hiện ra rằng các bài hát của cá voi có thể thay đổi theo từng nhóm và khu vực. Thậm chí, chúng có thể truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Có những bộ phim tài liệu nổi tiếng như Humpback Whales đã tập trung vào việc ghi lại âm thanh và cuộc sống của loài cá voi này, làm nổi bật vẻ đẹp và sự kỳ diệu của chúng. Bảo tồn và nguy cơ. Cá voi lưng gù đã từng bị đe dọa nghiêm trọng do săn bắt tràn lan trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực bảo tồn và cấm săn bắt, số lượng của chúng đã bắt đầu hồi phục. Nhưng vẫn còn nhiều mối nguy khác như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và sự xâm nhập của tàu thuyền. Chính vì vậy, các tổ chức như Quỹ Bảo tồn Cá voi đã thực hiện nhiều chương trình giáo dục và bảo tồn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cá voi lưng gù và môi trường sống của chúng. Loài 5, dê núi. Đặc điểm sinh học, dê núi là một loài động vật có hình dáng mạnh mẽ và sức sống dẻo dai. Chúng thường sống ở các khu vực núi cao, nơi có địa hình hiểm trở và nhiều đá. Dê núi có bộ lông dày và cứng cáp giúp chúng thích nghi tốt với thời tiết khắc nghiệt. Chúng rất khéo léo trong việc di chuyển trên những vách đá treo leo, nhờ vào các móng vuốt sắc bén và thân hình linh hoạt. Âm thanh độc đáo, tiếng kêu của dê núi thường được miêu tả là một âm thanh vang dội và có thể nghe thấy từ xa. Khi nhóm dê gặp nhau, chúng sẽ phát ra những tiếng kêu kêu đặc trưng, rất dễ nhận biết. Đây không chỉ là cách giao tiếp mà còn là phương thức thể hiện cảm xúc của chúng, từ sự vui vẻ đến cảnh báo nguy hiểm. Chức năng tiếng kêu. Tiếng kêu của dê núi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xã hội của đàn. Chúng sẽ phát ra âm thanh để xác định vị trí của nhau, đặc biệt trong những khu vực rộng lớn và khắc nghiệt. Ngoài ra, tiếng kêu còn giúp chúng cảnh báo lẫn nhau khi có mối nguy hiểm đến gần,
như sự xuất hiện của kẻ săn mồi. Khi một con dê phát hiện ra nguy hiểm, nó sẽ kêu to để cảnh báo cho cả đàn, giúp chúng có thời gian chuẩn bị để chạy trốn. Sự thay đổi âm thanh theo mùa. Một điều thú vị là tiếng kêu của dê núi có thể thay đổi theo mùa. Trong mùa sinh sản, tiếng kêu thường trở nên cao hơn và liên tục hơn để thu hút bạn tình. Ngược lại, trong mùa đông, khi chúng di chuyển vào vùng núi cao, tiếng kêu có thể trở nên nhẹ nhàng và ít hơn. Điều này cho thấy sự thích nghi của chúng với môi trường sống và cách giao tiếp theo từng hoàn cảnh. Bảo tồn và tác động của con người. Dê núi cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ từ con người, bao gồm sự xâm lấn của các khu vực phát triển và săn bắn. Các tổ chức bảo tồn đã nỗ lực bảo vệ loài dê này bằng cách tạo ra các khu vực bảo tồn an toàn. Chúng ta cũng có thể tham gia vào các chương trình bảo vệ thiên nhiên nhằm giữ gìn tiếng kêu độc đáo của dê núi cũng như sự đa dạng sinh học trong tự nhiên. Như vậy, qua hành trình khám phá 5 loài động vật hoang dã có tiếng kêu đặc biệt nhất, chúng ta không chỉ hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên mà còn cảm nhận được sự đa dạng và phong phú của âm thanh trong cuộc sống của các loài động vật. Tiếng kêu không chỉ là một phương tiện giao tiếp mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa và cảm xúc, phản ánh sự sống và bản năng sinh tồn của các loài. Âm thanh của chim quạ mi mang đến sự lãng mạn, tiếng kêu của ếch cổ xù thể hiện sự đa dạng và cá voi lưng gù là bản nhạc vĩ đại của đại dương. Mỗi loài đều có một câu chuyện riêng, một bản sắc riêng, khiến cho thiên nhiên trở nên sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Việc bảo tồn các loài động vật này không chỉ giúp giữ gìn sự đa dạng sinh học mà còn bảo vệ các âm thanh độc đáo, những bài hát của thiên nhiên. Chúng ta cần ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sống và các loài động vật, để tiếng kêu của chúng không chỉ còn là hồi ức mà vẫn vang vọng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cùng nhau góp sức bảo vệ thiên nhiên, để tương lai vẫn có những âm thanh tuyệt vời này ngân vang khắp nơi.